Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với thông điệp mạnh mẽ và toàn diện về củng cố chủ nghĩa đa phương cùng hành động để kiến tạo tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững cho mọi người dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Nhiều ý kiến đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động kỹ lưỡng, toàn diện, việc mở rộng các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng. Nghi can mưu sát ông Donald Trump bị truy tố thêm tội danh âm mưu ám sát một ứng cử viên chính trị với mức án cao nhất là tù chung thân. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi thời sự 12 giờ ngày 25 tháng 9 năm 2024 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 24 tháng 9 theo giờ địa phương, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ đã diễn ra lễ khai mạc phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 với chủ đề Không để ai bị bỏ lại phía sau, hành động đoàn kết để thúc đẩy hòa bình, phát triển bền vững, phẩm giá con người vì các thế hệ hôm nay và tương lai. Phiên thảo luận có sự tham dự của 155 người đứng đầu nhà nước và chính phủ của các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Phát biểu khai mạc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo cạnh tranh địa chính trị, các cuộc xung đột chưa có hồi kết, biến đổi khí hậu, vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí mới nổi khác như kho thuốc súng đang trực chờ phát nổ, đẩy thế giới vào thảm họa. Tôi đứng phát biểu ở đây, tin chắc vào hai sự thật quan trọng nhất. Thứ nhất, thế giới của chúng ta đang đối mặt với tình trạng không bền vững. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Và thứ hai, những thách thức mà chúng ta phải đối mặt là có thể giải quyết được. Nhưng điều đó đòi hỏi chúng ta phải đảm bảo rằng các cơ chế giải quyết phải thực sự giải quyết được các vấn đề. Ông Guterres khẳng định cộng đồng quốc tế có thể vượt qua những thách thức đó nếu giải quyết được triệt để các nguyên nhân gốc rễ của chia rẽ toàn cầu, đó là tình trạng bất bình đẳng, vi phạm luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Trước loạt thách thức đan xen, khủng hoảng diễn biến nhanh như hiện nay, hợp tác và đoàn kết quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách xã hội, đáp ứng nhu cầu người dân và ứng phó hiệu quả hơn với các vấn đề cấp bách. Tại phiên thảo luận chung đầu tiên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu với thông điệp mạnh mẽ và toàn diện về củng cố chủ nghĩa đa phương cùng hành động để kiến tạo tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững cho mọi người dân. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề cập đến thực trạng, hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới đang đối mặt với những khó khăn, thách thức mới, nghiêm trọng hơn như cạnh tranh chiến lược gay gắt, nguy cơ căng thẳng, đối đầu, va chạm trực diện gia tăng, các thể chế đa phương và lòng tin vào hợp tác toàn cầu đang bị xói mòn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cảnh báo, thách thức an ninh phi truyền thống đang đẩy lùi những nỗ lực phát triển của nhân loại. Thế giới đang ở trong một thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đây là những khó khăn, thách thức chưa từng có đối với hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững và phẩm giá con người của các thế hệ hiện tại và mai sau. Tình hình hiện nay càng đòi hỏi sự chung tay, cùng hành động, cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ giữa mọi quốc gia, phát huy cao độ vai trò của các thể chế quốc tế, trước hết là Liên Hiệp Quốc, các tổ chức trong khu vực, trong đó có ASEAN, nhằm đạt được mục tiêu cao nhất, đó là chấm dứt chiến tranh, xóa bỏ mọi hình thức áp bức, bóc lột, kiến tạo hòa bình, xây dựng thế giới tốt đẹp, đem lại hạnh phúc cho toàn nhân loại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh các yếu tố trong tầm nhìn của Việt Nam về tương lai hòa bình, ổn định, hợp tác, thịnh vượng và bền vững hơn cho mọi người dân. Đó là lấy hòa bình, ổn định làm nền tảng, thúc đẩy tuân thủ luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc ở mọi quốc gia, mà trước hết là các nước lớn, đảm bảo sự phát triển bình đẳng của mỗi quốc gia, cần ưu tiên nguồn lực cho những vùng trũng trong triển khai các mục tiêu phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng khẳng định cần thiết lập những khuôn khổ quản trị toàn cầu thông minh với tầm nhìn dài hạn về khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, có tư duy mới, kiến tạo tương lai mang tính chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện, tập trung vào chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và chuyển đổi quản trị toàn cầu. Đặt con người ở vị trí trung tâm để hiện thực hóa các tầm nhìn, lấy người dân là trung tâm, mục tiêu, động lực của mọi chính sách và hành động. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi, anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam đã từng nhấn mạnh đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Chỉ khi đoàn kết, hợp tác, tin cậy, chung sức, đồng lòng, chúng ta mới có thể xây dựng thành công thế giới hòa bình,
phát triển bền vững và phẩm giá con người cho các thế hệ hiện tại và mai sau, không ai bị bỏ lại phía sau. Kết lại bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam đang ra sức phấn đấu, bứt tốc để có thể hiện thực hóa một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững, không chỉ cho người dân Việt Nam mà còn cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới. Đó là tầm nhìn, là mục tiêu và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế hôm nay và mai sau. Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tại New York, Hoa Kỳ, chiều 24 tháng 9 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC bà Ursula von der Leyen. Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và khuôn khổ quan hệ đối tác toàn diện với Ukraine. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam hoan nghênh, ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình lâu dài cho xung đột với sự tham gia của tất cả các bên liên quan, phù hợp với luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc. Là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng đóng góp vào quá trình thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp để sớm ổn định tình hình, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Đồng thời, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, khi xung đột chấm dứt, Việt Nam sẵn sàng cùng cộng đồng quốc tế hỗ trợ công cuộc tái thiết tại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đánh giá cao lập trường của Việt Nam, đồng thời cảm ơn nhà nước và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine, mong muốn Việt Nam ủng hộ tuyên bố của Hội nghị Hòa bình lần thứ nhất tại Thụy Sĩ, cũng như giúp Ukraine trong việc giả phá bom mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine luôn đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Kiev. Hai bên chia sẻ nhu cầu duy trì và thúc đẩy hợp tác song phương thông qua tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, tìm kiếm biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm duy trì, sớm khôi phục trao đổi thương mại song phương. Tại cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, hai bên bày tỏ hài lòng với những bước phát triển tích cực trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại hiện có. Hoan nghênh Liên minh châu Âu đóng góp vai trò tích cực tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, thúc đẩy hợp tác của Liên minh châu Âu với các nước trong khu vực thông qua khuôn khổ đối tác chiến lược ASEAN-EU. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vui mừng nhận thấy, sau gần 4 năm thực thi, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA đã tạo sức bật mới cho thương mại song phương, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại hàng hóa lớn nhất của Liên minh châu Âu trong ASEAN và Liên minh châu Âu trở thành đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam. Đầu tư của Liên minh châu Âu và Việt Nam cũng tăng lên và Liên minh châu Âu hiện là nhà đầu tư lớn thứ năm của Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA, trong đó ưu tiên tháo gỡ những vướng mắc về mở cửa thị trường cho hàng hóa hai bên, bao gồm việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU. Nhân dịp tham dự hội nghị thượng đỉnh tương lai và phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79 tại New York, Hoa Kỳ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Tổng thống Bulgari Rumen Radev, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thái tử Kuwait Zsabat Al-Khaled Al-Sabat, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế Kristalina Georgieva. Gặp Tổng thống Bulgari Rumen Radev, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev có kế hoạch thăm Việt Nam trong thời gian tới. Đề nghị tiếp tục tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Bulgari ổn định cuộc sống, hội nhập thành công vào sở tại, trở thành cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên phối hợp tận dụng hiệu quả hiệp định EVFTA nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước và Bulgari có tiếng nói thúc đẩy các nước thành viên EU sớm phê chuẩn hiệp định EVIPA và EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Tổng thống Rumen Radev khẳng định Bulgari sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực mà Bulgari có thế mạnh như y tế, hóa dược, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, nông nghiệp, môi trường và quản lý tài nguyên thiên nhiên, sẵn sàng tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Bulgari. Nhất trí sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2025. Tại cuộc gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Phần Lan. Đánh giá cao Phần Lan đã thông qua hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA.
sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới cho doanh nghiệp hai nước. Đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, tiếp tục củng cố hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tăng cường hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu văn hóa, thể thao để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Tổng thống Phần Lan khẳng định Phần Lan sẽ tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Phần Lan đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực viễn thông, năng lượng tái tạo, xử lý nước, công nghệ rừng, công nghệ thông tin. Mong Việt Nam tiếp tục làm cầu nối thúc đẩy quan hệ Phần Lan ASEAN. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ để khai thác tối đa những cơ hội từ hiệp định EIPTA, tăng cường hợp tác và ủng hộ trên các diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên Hợp Quốc và khuôn khổ hợp tác ASEAN-EU. Tổng thống Phần Lan trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Phần Lan trong thời gian tới. Tại cuộc gặp Thái tử Kuwait Sheikh Jaber Al Khaled Al Sabah, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu kinh tế xã hội mà Kuwait đã đạt được trong thời gian qua, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt với Kuwait. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có, cho biết Việt Nam sẵn sàng chào đón các doanh nghiệp Kuwait tăng cường đầu tư vào Việt Nam trên các lĩnh vực mới như tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu, thực phẩm halal. Thái tử Kuwait đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam sau gần 40 năm đổi mới, khẳng định Kuwait coi Việt Nam là một trong những đối tác hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, sẵn sàng mở rộng hợp tác du lịch, lao động và lĩnh vực thực phẩm halal với Việt Nam và ủng hộ Việt Nam tăng cường hợp tác với Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Thái tử nhất trí phối hợp xử lý các vướng mắc tại Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, coi đây là dự án có ý nghĩa biểu tượng cho thành công của quan hệ song phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có cuộc tiếp bà Kristalina Georgieva, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Tổng giám đốc IMF khẳng định Việt Nam và ASEAN là điểm sáng của tăng trưởng trong nền kinh tế toàn cầu, cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong giai đoạn tới thông qua thúc đẩy cải cách và quản trị rủi ro nhằm đạt được mục tiêu trở thành một nước phát triển thu nhập cao vào năm 2045. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò quan trọng của IMF trong giám sát sự ổn định kinh tế vĩ mô của các nền kinh tế, tư vấn các nước trong xây dựng chính sách để ổn định hệ thống tài chính, tiền tệ, giảm nghèo, tăng trưởng kinh tế bền vững, cân bằng, toàn diện và biến đổi khí hậu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị IMF tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn đó, thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo gắn với bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Tiếp tục chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Tiếp tục phiên họp 37, sáng nay dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế. Đây là một trong các luật quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo đồng bộ các luật liên quan lĩnh vực này. Theo tờ trình, dự thảo luật sửa đổi bổ sung 40 điều về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, trách nhiệm đóng, quyền lợi, phạm vi hưởng, tổ chức khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý quỹ và một số quy định kỹ thuật. Dự thảo luật thể hiện đầy đủ theo 4 nhóm chính sách bao gồm: điều chỉnh đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đồng bộ với các quy định của pháp luật có liên quan, điều chỉnh phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế phù hợp với mức đóng, cân đối quỹ bảo hiểm y tế và yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong từng giai đoạn, điều chỉnh các quy định bảo hiểm y tế có liên quan theo cấp chuyên môn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh và phát huy vai trò của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, phân bổ sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả. Cơ bản nhất trí với phạm vi sửa đổi bổ sung, Thường trực Ủy ban xã hội nhận thấy các điều khoản được sửa đổi cơ bản bám sát với 4 chính sách đã được thông qua tại đề nghị luật và cơ bản đủ điều kiện trình Quốc hội tại kỳ họp 8. Tuy nhiên, để đảm bảo việc thông qua trong một kỳ họp, dự thảo luật cần tập trung vào những nội dung cấp bách, cốt lõi, đã có bằng chứng, số liệu rõ ràng, đạt được sự đồng thuận cao, đồng thời đề nghị Chính phủ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi toàn diện luật để thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, khắc phục những khó khăn bất cập đã được nhận diện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Để khắc phục bất cập và đồng bộ với luật bảo hiểm xã hội, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế đã bổ sung đối tượng tham gia, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế. Nội dung này nhận được nhiều ý kiến tán thành của Ủy ban Tư vấn Quốc hội. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá tác động kỹ lưỡng, toàn diện việc mở rộng các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng. Tán thành với việc bổ sung vào dự thảo luật đối tượng hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, nhân viên cô đỡ thôn bản được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết đây cũng là kiến nghị của rất nhiều cử tri ghi nhận qua các cuộc tiếp xúc. Cái cán bộ chuyên trách ở thôn tổ dân phố cũng nhiều việc lắm, vất vả. Thì tinh thần là những ai mà tham gia công tác xã hội mà cái nguồn tiền lương của họ rất là thấp ấy,
mà họ vất vả làm ngày làm đêm ấy, làm việc với dân, gần dân ấy, lo cho dân ấy, thì nhà nước hỗ trợ được đến đâu tốt đến đấy. Tất nhiên phải đánh giá cái ngân sách nhà nước, cô đỡ thôn bản. Cái này nó cũng y như là cái lực lượng chuyên trách ở thôn tổ dân phố đấy. Vất vả lắm. Rất là đi miền núi, các ông chí thấy nhân viên y tế thôn bản vất vả mà quan trọng lắm. Thì cái này tôi rất nhất trí là ủng hộ vào. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị cần đánh giá kỹ tác động ngân sách nhà nước khi bổ sung các đối tượng này. Đồng tình cần phải được hỗ trợ. Tuy nhiên rằng cần phải đánh giá tác động chỗ này thì sau này nó ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước của Bộ Y tế, bởi vì thôn bản thì là một cái số lượng rất đông. Bây giờ chúng ta có một khoảng 1 vạn xã. Thì 1 xã thì có bao nhiêu thôn bản? Mỗi thôn bản tối đa có 1-2 người. Mà để hỗ trợ ngân sách chỗ này thì nó không biết là bao nhiêu tỷ, thì cái chỗ này chúng ta phải đánh giá tác động và cũng phải có cái thống kê đảm bảo nó có đồng bộ. Cán bộ không chuyên trách cũng như là y tế thôn bản thì cái này cũng đã già rất kỹ và được cái sự đồng thuận rất cao của các địa phương cũng như là các bộ ban ngành. Và trong báo cáo đánh giá tác động thì chúng tôi cũng đã báo cáo đánh giá tác động về mặt ngân sách cần thiết phải hỗ trợ là bao nhiêu. Riêng cái đối tượng y tế thôn bản, cô đỡ thôn bản thì báo cáo đồng chí là cả nước có hơn 1.600 người thôi, cũng không phải là nhiều. Thế còn đâu các cán bộ không chuyên trách thì hiện nay cũng có một số đối tượng là đã được địa phương người ta cũng đảm bảo cái bảo hiểm y tế rồi. Thế cho nên là cái nội dung này thì cũng đã được Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý quỹ cũng rất là đồng tình ủng hộ. Cũng theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, cơ quan soạn thảo cũng đã và sẽ tiếp tục rà soát đầy đủ các đối tượng nhằm thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Đặc biệt các đối tượng yếu thế, đối tượng người nghèo, cận nghèo, người có công, có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Cũng trong sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các thành viên đã nghe tờ trình và thẩm tra dự án luật nhà giáo, dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 tới. Tờ trình nêu rõ sự cần thiết ban hành luật nhà giáo với quan điểm khắc phục những vướng mắc bất cập trong thực tiễn công tác phát triển nhà giáo. Việc xây dựng luật để luật hóa đầy đủ các quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhà giáo, phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Nhà giáo giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Theo báo cáo thẩm tra do chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh trình bày, hồ sơ dự án luật được chuẩn bị công phu, đáp ứng điều kiện để trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Thường trực Ủy ban cho rằng xây dựng chính sách tiền lương cho nhà giáo là một trong những vấn đề lớn được quy định trong các văn kiện của Đảng nhằm tạo động lực cho giáo viên an tâm công tác, thu hút sinh viên giỏi vào ngành sư phạm. Tuy nhiên, dự thảo luật chưa thể chế hóa được chủ trương này. Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo ở cơ sở giáo dục ngoài công lập không ít hơn tiền lương và các chính sách theo lương của nhà giáo có cùng trình độ đào tạo, cùng thâm niên, cùng chức danh của nhà giáo công lập. Đề nghị xem xét tính khả thi của quy định này. Dự thảo luật quy định nhiều chính sách mới liên quan tới nguồn lực về tài chính, nhân lực. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá tác động và tờ trình của Chính phủ, ngoài vấn đề tiền lương, chưa có đánh giá cụ thể về những vấn đề nêu trên. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, tính toán kỹ các nguồn lực về tài chính, nhân lực để thi hành luật. Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế TP.HCM lần thứ 5 với chủ đề Chuyển đổi công nghiệp động lực mới cho phát triển bền vững TP.HCM. Trước khi khai mạc phiên toàn thể, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự diễn đàn đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do cơn bão số 3 và mưa lũ sạt lở ngập lụt vừa qua gây ra. Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 9 năm 2024 với sự tham dự của lãnh đạo chính phủ, các bộ ngành địa phương, các chuyên gia của Việt Nam và 16 quốc gia trên thế giới, đại diện các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Diễn đàn Kinh tế là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền các cấp với các chuyên gia, là cơ hội để các doanh nghiệp trong và ngoài nước trao đổi, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác hỗ trợ nhau trong chuyển đổi công nghiệp vì sự phát triển nền công nghiệp hiện đại của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tại phiên toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2024, các đại biểu nghe báo cáo về các chủ đề chính, xu thế chủ đạo của chuyển đổi công nghiệp trên thế giới, hệ sinh thái quản trị và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp. Chiến lược chuyển đổi công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh kết nối vùng, khu vực, quốc tế và xu hướng công nghệ mới, vai trò trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh gắn liền với chuyển đổi công nghiệp.
để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong các nhiệm kỳ tiếp theo, việc tìm tòi và bồi dưỡng người tham gia đóng góp cho Quốc hội là một trong những công việc hết sức quan trọng. Với lý do đó, sáng nay Ban Công tác đại biểu lần đầu tiên tổ chức hội nghị bồi dưỡng người được quy hoạch đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa 16. Phát biểu khai mạc hội nghị, trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, Quốc hội khóa 16 sẽ là nhiệm kỳ tiếp tục hoạt động trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh và bền vững. Ngay từ những năm đầu của Quốc hội khóa 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt quan tâm vấn đề quy hoạch đại biểu Quốc hội, đặc biệt là đại biểu hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội. Đồng chí Chủ tịch Quốc hội cũng rất quan tâm tới chương trình của chúng ta ngày hôm nay, và đồng chí thì cũng có căn dặn trao đổi với tôi rằng là ngoài những cái gì mà nêu trong bài giảng, nong nêu trong pháp luật thì cũng cố gắng truyền tải cho các học viên, các anh em mà tới đây thì cũng sẽ là những đồng nghiệp của chúng ta, những cái kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng là cái hội nghị bồi dưỡng sẽ mang lại cho các đồng chí những cái kiến thức, những cái kỹ năng mà quý báu. Hội nghị trang bị một số kỹ năng cơ bản cho người được quy hoạch, có phần hỗ trợ và nâng cao chất lượng đại biểu khi làm đại biểu Quốc hội chuyên trách. Theo chương trình, các học viên sẽ được nghe Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội giảng 6 chuyên đề, trong đó có pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, tổ chức và hoạt động của Quốc hội, những yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội. Hội nghị diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 9, với sự tham gia của 90 học viên. Sáng nay, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật quảng cáo sửa đổi. Trước nhiều vấn đề phức tạp phát sinh trên môi trường số, Ủy ban Văn hóa Giáo dục đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông nêu các vấn đề về quảng cáo mà luật quảng cáo chưa điều chỉnh và kiến nghị giải pháp. Theo Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Lâm, một trong những vấn đề nổi cộm là xử lý vi phạm quảng cáo của các chủ thể xuyên biên giới, đơn cử như việc các doanh nghiệp quảng cáo phân phối sản phẩm trên các web không phù hợp nội dung. Để giải quyết vấn đề này, Bộ Thông tin Truyền thông đề nghị xây dựng và công bố danh sách các doanh nghiệp quảng cáo được liệt vào danh sách đen, blacklist, cấm hoặc không khuyến khích sử dụng dịch vụ, và danh sách trắng, whitelist, khuyến khích sử dụng dịch vụ. Việc xử lý nhắm vào uy tín doanh nghiệp sẽ hiệu quả hơn so với các biện pháp xử phạt hành chính vốn không khả thi với các chủ thể xuyên biên giới. Ngoài ra, còn một số vấn đề khác như xử lý trách nhiệm đối với vi phạm trong chuyển dẫn phát sóng trực tiếp các chương trình thể thao quốc tế, bổ sung nghĩa vụ người kinh doanh quảng cáo trên hệ thống phát thanh phường xã. Giải pháp được Bộ Thông tin Truyền thông kiến nghị là xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn đối với các sản phẩm quảng cáo và bộ công cụ để xếp hạng quảng cáo trên môi trường số. Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện An Lão, xem xét độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên mầm non và tình trạng thiếu giáo viên là các nội dung được các cử tri đặc biệt quan tâm. Cử tri huyện An Lão cho biết, theo lộ trình, độ tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ đến năm 2035 là 60 tuổi. Tuy nhiên, do đặc thù của nghề nhà giáo, nhất là bậc mầm non tiểu học, giáo viên nữ ngoài 50 tuổi có nhiều sa sút về sức khỏe. Vì vậy, cử tri đề nghị xem xét lại quy định này. Nữ thì giáo viên mầm non tuổi nghỉ hưu 60 theo quy định thì khó thực hiện được, hoàn thành được nhiệm vụ vì tuổi cao, khả năng, năng lực, sức khỏe không đảm bảo để dạy học và trông trẻ. Do vậy, cần điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với nữ giáo viên mầm non xuống 55 tuổi bằng tuổi nghỉ hưu trước đây. Đối với lại cái việc chăm sóc đối với trẻ là đòi hỏi một cái sự tỉ mỉ, một cái động tác rất là khéo léo. Thì độ tuổi 60 đối với phụ nữ là cũng không thích hợp đối với những cháu bé ở độ tuổi mầm non trong việc chăm sóc sức khỏe cho cháu. Như vậy, chúng tôi rất là đồng tình với ý kiến về độ tuổi của giáo viên mầm non. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều bộ môn và ở các cấp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ có cơ chế đồng bộ, giải pháp triệt để nhằm kịp thời khắc phục, tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục. EU cam kết sẽ đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế xanh để có thể thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045. Đây là khẳng định được đưa ra tại buổi họp báo về diễn đàn triển lãm kinh tế xanh năm 2024 do Bộ Công Thương và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đồng tổ chức. Đại diện Eurocharm khẳng định EU sẽ hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các chính sách phát triển bền vững, kế hoạch quốc gia về chuyển đổi năng lượng, quản lý rủi ro khí hậu nhằm thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.
Việc Việt Nam có thể đạt mục tiêu là quốc gia phát thải bằng không không hề đơn giản, mà sẽ cần nhiều thời gian và đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe về xanh từ các nhà đầu tư nước ngoài. Không chỉ vì lợi thế lao động giá rẻ, cơ sở tầng đảm bảo, mà điều quan trọng là cần chứng minh một điều: Việt Nam chính là địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với các nguồn vốn xanh. Eurocharm đã và đang hỗ trợ quá trình này, và minh chứng là những khoản đầu tư tại Việt Nam đang hướng đến những dự án xanh thân thiện với môi trường. Trong bối cảnh tăng trưởng xanh là xu hướng tất yếu, nhiều ý kiến cho rằng chi phí tuân thủ trong việc thực hiện những yêu cầu mới về chuyển đổi xanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có lợi thế hơn. Vì quy mô doanh nghiệp lớn cho nên là cái thời gian chuyển đổi của họ cũng sẽ phải mất nhiều thời gian hơn. Trong khi đó thì đối với cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp rất nhỏ, khi mà họ, đặc biệt đối với cả những doanh nghiệp khởi nghiệp, thì ngay lập tức, ngay và luôn, họ có thể là tuân thủ luôn và họ set up những cái hệ thống quản lý của họ theo cái tiêu chuẩn mới, yêu cầu mới. EU đang thúc đẩy sự hợp tác không chỉ các doanh nghiệp lớn mà cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh nghiệp của Việt Nam, Anh và EU cùng nhau hợp tác dựa trên những cơ chế mở với sự liên kết chặt chẽ với các bộ ban ngành, VCCI. Vì suy cho cùng, những doanh nghiệp EU như chúng tôi sẽ cần những doanh nghiệp Việt có thể đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định để có thể tăng cường các chuỗi cung ứng tại thị trường Việt Nam. Cùng với Hiệp định EVFTA, nhiều nhà đầu tư EU đã tiếp cận và mở rộng đầu tư ở Việt Nam. Hiện EU là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 6 tại Việt Nam với 2.450 dự án, tổng số vốn đầu tư lũy kế hơn 28 tỷ euro. Chuyển sang những tin tức quốc tế đáng chú ý. Israel khẳng định huy động lực lượng lớn đánh phá Hezbollah để kết thúc nhanh chiến dịch. Thái Lan chính thức thông qua luật công nhận hôn nhân đồng giới. Lực lượng phòng vệ Israel vừa cho biết, không quân nước này đã triển khai hơn 250 máy bay chiến đấu tham gia chiến dịch không kích chưa từng có vào Liban trong 2 ngày qua. Chiến dịch với mật danh Mũi tên phương Bắc đã phá hủy một lượng lớn vũ khí và khí tài của Hezbollah, làm thay đổi cán cân lực lượng tại khu vực biên giới chung Israel-Liban. Thông báo đêm qua của lực lượng phòng vệ Israel cho biết, hơn 250 lượt máy bay chiến đấu đã phóng khoảng 2.000 quả tên lửa và đạn pháo, tấn công hơn 1.500 mục tiêu của Hezbollah tại 200 vị trí khác nhau trên lãnh thổ Liban, tập trung ở khu vực phía Nam và thung lũng Beka ở miền Đông. Israel khẳng định chiến dịch không kích 2 ngày qua đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh của Hezbollah. Hezbollah có nhiều năng lực khác nhau. Nhiệm vụ của chúng tôi là giải quyết từng thứ một. Chúng tôi cố gắng để chiến dịch này diễn ra càng ngắn càng tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã tấn công với sức mạnh quân sự rất lớn. Quân đội Israel khẳng định các cuộc tấn công của Hezbollah trong 2 ngày qua khiến 2 dân thường bị thương nhẹ, không có trường hợp tử vong. Trong khi đó, tại Liban, Bộ Y tế nước này xác nhận các cuộc không kích của Israel vào Liban trong 2 ngày 23 và 24 tháng 9 đã khiến 558 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Đây là số thương vong vì chiến sự tính theo ngày nghiêm trọng nhất tại Liban trong hơn 30 năm qua. Trong khi giao tranh giữa Israel và Hezbollah diễn ra ác liệt, các cuộc tấn công của Israel vẫn tiếp diễn tại Gaza gây nhiều thương vong. Theo cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của quân đội Israel ngày hôm qua 24 tháng 9 trên khắp dải Gaza đã làm ít nhất 22 người Palestine thiệt mạng. Số người tử vong trong 24 giờ qua đã nâng tổng số người thiệt mạng ở Gaza kể từ khi xảy ra cuộc xung đột Israel-Hamas lên hơn 41.000 người và khiến gần 96.000 người khác bị thương, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Những con số này được Liên Hợp Quốc công nhận là đáng tin cậy. Giao tranh trên nhiều mặt trận đang tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về cuộc chiến lan rộng tại Trung Đông. Quốc vương Thái Lan hôm nay đã phê chuẩn luật hôn nhân mới, trong đó chính thức công nhận luật hôn nhân đồng giới. Quyết định này đã đưa Thái Lan trở thành quốc gia châu Á thứ hai thừa nhận hôn nhân đồng giới sau Nepal. Luật hôn nhân mới được Quốc hội Thái Lan thông qua vào tháng 6, dự kiến sẽ có hiệu lực sau 120 ngày sau khi Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn phê chuẩn hôm nay. Luật sử dụng các thuật ngữ trung lập về giới tính thay cho nam, nữ, chồng, vợ, đồng thời cấp quyền nhận con nuôi và thừa kế cho các cặp đồng giới. Thái Lan từ lâu nổi tiếng với quan điểm chấp nhận quan hệ đồng giới. Các cuộc thăm dò của truyền thông địa phương cho thấy nhiều người Thái Lan ủng hộ cả hôn nhân truyền thống lẫn đồng giới. Các nhà hoạt động Thái Lan hơn một thập kỷ qua đã vận động giới chức thông qua luật này. Nhiều người xung quanh tôi thuộc cộng đồng LGBTQ.
Mọi người đều muốn dự luật này được thông qua vì họ muốn có thể kết hôn giống như bao người khác. Hiện hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, trong đó Hà Lan là nước đầu tiên vào năm 2001. Các công tố viên Liên bang Mỹ vừa thông báo chính thức truy tố nghi phạm sử dụng súng trường nhắm bắn cựu Tổng thống Donald Trump tại sân golf ở Florida hôm 15 tháng 9, tội danh âm mưu ám sát một ứng cử viên chính trị. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một đại bồi thẩm đoàn liên bang tại Miami đã xem xét và chính thức nhất trí với cáo trạng truy tố đối tượng Ryan Ruth, 58 tuổi, tội danh âm mưu ám sát một ứng cử viên chính trị. Theo luật pháp Mỹ, mức án cao nhất dành cho tội này là tù chung thân. Trước đó, tên Ryan Ruth đã phải đối mặt với hai tội danh khác liên quan đến việc sở hữu súng sau khi lực lượng chức năng phát hiện người này chĩa súng trường qua hàng rào ở phía ông Trump tại sân golf ở West Palm Beach, Florida hôm 15 tháng 9. Hiện đối tượng vẫn đang bị tạm giam chờ ngày hầu tòa. Ngoài việc bắt nghi phạm phải chịu trách nhiệm, người dân xứng đáng được biết sự thật về cách thức vụ ám sát này diễn ra. Tôi đã chỉ đạo tất cả các cơ quan làm việc nhanh chóng để có thể tìm ra sự thật. Trước đó, các công tố viên liên bang công bố thông tin về việc Ryan Ruth đã viết một bức thư từ vài tháng trước, trong đó đề cập đến âm mưu ám sát ông Donald Trump. Bức thư nằm trong một hộp được nghi phạm gửi ở nhà của một nhân chứng chưa rõ danh tính. Sau khi tên này bị bắt, người này đã giao nộp hộp này và cảnh sát phát hiện bên trong có đạn, một ống kim loại, điện thoại và nhiều thư. Cuối bản tin là thông tin dự báo thời tiết các thành phố trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.